Đến nay, tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ dài gần 23 km, vốn đầu tư 4.820 tỷ đồng đã triển khai thi công được 11 tháng, giải phóng mặt bằng đạt hơn 97%. Trên thực tế còn vướng 1,535 km, 116 hộ dân. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ được khởi công từ tháng 1 năm 2021, tổng chiều dài tuyến khoảng 22,97 km, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long 12,53 km và tỉnh Đồng Tháp 10,44 km. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án đã triển khai thi công hơn 11 tháng, mặt bằng hiện tại vẫn còn vướng khoảng 1,535 km. Tình trạng mặt bằng sôi đổ và vướng hạ tầng kỹ thuật nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên tuyến. Đặc biệt, các đoạn vướng mặt bằng có thời gian gia tải chờ lúng từ 12 đến 14 tháng. Nếu không được bàn giao đúng tiến độ, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của dự án. Về tiến độ thi công, hiện tại tổng khối lượng đắp cát đến cao độ cắm bất thấm, đoạn không vướng mặt bằng là hơn 1 triệu mét khối, tương đương 18,5 trên 20,1 km, đạt 92%. Đắp cát đường gom được hơn 98.300 mét khối, đạt hơn 45,15%. Thi công cắm bất thấm, khối lượng đạt 67%. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai được 18 trên 19 cầu, còn một cầu trên tuyến quốc lộ 80 chưa có mặt bằng. Giá trị sản lượng đến nay đã thực hiện đạt khoảng 700 trên 2.667 tỷ đồng, đạt 26,25%, tương đương với kế hoạch đề ra. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dài 120 km. Đây cũng là một bộ phận của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối các tỉnh miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Sau khi tuyến cao tốc này hoàn thành, kết hợp với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận được kết nối bởi cầu Mỹ Thuận 2 sẽ tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Toàn tuyến cao tốc này sau khi hoàn chỉnh sẽ rút ngắn thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ chỉ còn gần 2 tiếng so với 3 đến 4 tiếng như hiện nay trong điều kiện thông thoáng, giảm áp lực giao thông tai nạn giao thông trên quốc lộ 1.